Tối qua 12 tháng 8 tại quảng trường phố đi bộ Đinh Lễ thành phố Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm Văn hóa Sogumi Vivek Canada, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam Ấn Độ. Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam Ấn Độ được tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm ngày độc lập Cộng hòa Ấn Độ, 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2023. Qua đó góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ truyền thống giữa hai nước nói chung, cũng như giới thiệu, lan tỏa hình ảnh, tình cảm hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai Việt Nam với đất nước Ấn Độ. Đây là cơ hội để người dân Lào Cai và du khách được trải nghiệm, hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc của Ấn Độ thông qua những nhạc phẩm dân gian mang hơi hướng đương đại, được thể hiện bởi ban nhạc Tessel Sister. Đây là nhóm nhạc trình diễn có phong cách âm nhạc dân gian kết hợp đến từ bang Nagaland, Ấn Độ. Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Lào Cai do các nghệ sĩ, diễn viên, đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn. Thời gian qua, Lào Cai đã phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như Ngày Quốc tế Yoga, đón tiếp nhiều đoàn nghệ thuật của Ấn Độ đến biểu diễn nhằm giới thiệu nền văn hóa rộng lớn và đầy màu sắc của đất nước Ấn Độ đến người dân Lào Cai.